Ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục hành trình vẽ dạo khắp Sài Gòn. Thì buổi hôm nay là một buổi sáng chủ nhật, và Bơm và mọi người trong nhóm đã cùng nhau rủ nhau đi vẽ chợ Thảo Điền. Thì chợ Thảo Điền là một chợ mới được sửa sang, xây mới vài năm gần đây. Trước đây thì khu vực này đường xá, nhà cửa tương đối lộn xộn. Sau này thì đường thì được mở rộng, chợ cũng được xây mới, tạo được sự kết nối với các khu phố đã được xây dựng chỉnh chu trước đây ở Thảo Điền. Chợ Thảo Điền thì không quá đặc sắc, nhìn khá giống với các chợ xã ở dưới quê. Hoạt động buôn bán thì cũng không thực sự quá nhộn nhịp. Nói chung là không có hiện tượng là kẹt xe hay quá chen chúc nhau vào buổi sáng bờm vé. Tuy vậy, do chợ thực sự không quá ấn tượng cả về kiến trúc lẫn hoạt động nên rất khó kiếm góc vẽ. Thời tiết sáng nay thì khá oi bức, và trong lúc bờm và mọi người vẽ thì đã có một cơn mưa lớn vào đầu buổi trưa, đã làm gián đoạn buổi vẽ. Tuy khi đi với dạo sẽ gặp khá nhiều khó khăn, như là do thời tiết thay đổi, chẳng hạn như mưa này, rồi sẽ bị đuổi đi do chỗ mình ngồi vẽ ảnh hưởng đến hoạt động của những người khác, chẳng hạn như người ta buôn bán, hoặc là chỗ người ta đậu xe, hoặc là người ta không thích mình ngồi trước nhà, chẳng hạn vậy. Nhưng đây sẽ là những điều để lại những kỷ niệm đáng nhớ cho buổi vẽ của chúng ta, cho buổi vẽ của bọn. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn lần sau. Các bạn có nơi nào hay ho ở Sài Gòn hãy rủ bọn tới nhé. Vui nguồn giấc mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu trăng, lòng tha thiết buông theo tiếng đàn. Mơ đời ái ân những ngày phong trần, sống trong mộng đẹp ngày xưa. Người thơ giáng duyên đến trong mơ, lòng anh bớt sầu. Mộng vàng phút tan theo gió chiều, biết em về đâu. Hãy trả lời lòng anh mấy câu, tình duyên với em trong kiếp nào. Xuân còn thắm tươi, anh còn mong chờ, ai ân kèo tan ngày mơ.